chỗ đấy hơi cứng đấy, chỗ đấy cứng quá không ăn được đâu, phải ngắn hơn. Cấu bằng tay thì mới biết là cái nào ngắn, cái nào non, cái nào già chứ. Còn những cái lá xanh xanh thì con nhặt lại đi cho mẹ. Dài hơn chỗ đấy một tí. Vứt đi nhiều thế.